Chào các bạn nha, cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình đi chợ Ý. No, that's literally even young. I mean, you see anything? You say no, no, stop. All right. We're gonna eat at a restaurant. Do you want a snack on something? Okay? Hôm nay nó tiếng. Nó làm hội chợ rồi các bạn. Khu này bán đồ ăn nhiều lắm các bạn. Ở đây là nó ở là ngay chợ tàu của New York đó các bạn, chợ Ý. Bán quá trình đồ ăn luôn rồi các bạn, đủ thứ đồ ăn hết đó, nhưng mà giá này nó bán mắc lắm. Các bạn biết, các bạn thấy mấy cái cây thịt đó không, nó bán 12 đồng một cây á. Cái này là cái bánh đó. Bên đây nó bán giỏ các bạn. Cái này bán xúc xích. Bán xúc xích. Ba đồng một ly lemon hả? Này bán pizza các bạn, pizza cũng đông. Giờ này nãy mình đi thì nó vắng mà giờ đông quá trời đông luôn. Giờ này là khoảng 2 giờ trưa các bạn. Bây giờ này là giờ nó ăn lên nè, cho nên nó đông dễ sợ luôn.
Cái này các bạn mua một lần rồi đó, nó phi thì phi luôn. Này các bạn mua một ly xong rồi các bạn có thể review lại được, hỏi cần hỏi không mà mua nữa. Blue fast up and run. Các bạn thấy New York người ta ăn sao uống đông dễ sợ không? Yeah.
Hết nổi rồi. Bye bye.